Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô là Lê Nguyễn Thảo Trang, giáo viên bộ môn hóa học. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài số 18 của chương trình hóa học lớp 10 là phân loại phản ứng vô cơ. Nhìn vào sơ đồ tư duy trên, các em cũng có thể biết rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ học 4 loại phản ứng hóa học chính, đó là hóa hợp, phân hủy, thế và trao đổi. Chúng ta cùng tìm hiểu các em nhé. Như các em đã biết thì hóa học là một ngành khoa học tự nhiên. Nó nghiên cứu về các hiện tượng xảy ra xung quanh em. Các hiện tượng tưởng chừng như bình thường như là phân hủy rác nè, hiện tượng lão hóa của con người hay là hiện tượng gỉ sét các đồ dùng kim loại có trong nhà bếp đều là phản ứng hóa học. Vậy có rất nhiều loại phản ứng hóa học trong gia đình, trong cuộc sống các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách phân loại các loại phản ứng đó nhé. Đầu tiên, cô sẽ giới thiệu cho các em một cách phân loại phản ứng rất là phổ biến, đó là phân loại dựa trên sự thay đổi số oxy hóa. Nếu phản ứng có sự thay đổi số oxy hóa thì đây chính là phản ứng oxy hóa khử. Ngược lại, nếu không có sự thay đổi số oxy hóa thì đây chính là không phải phản ứng oxy hóa khử. Các em có bao giờ nhìn thấy các kim loại trong gia đình chúng ta như là những cửa sắt, một thời gian sau sẽ xuất hiện một lớp vảy màu nâu hoặc là nâu đỏ không? Đó chính là hiện tượng gỉ sét. Thì hiện tượng này xảy ra do sắt trên bề mặt kim loại đã tác dụng với các thành phần có trong không khí như là nước, oxy để tạo thành lớp vảy ấy. Đây cũng chính là một ví dụ điển hình của phản ứng hóa hợp. Vậy phản ứng hóa hợp là gì? Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học mà trong đó chỉ có một chất mới, có nghĩa là một sản phẩm tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. Cô có ví dụ như sau: khi cô cho sắt tác dụng với lưu huỳnh ở nhiệt độ cao để tạo thành sản phẩm sắt sunfua, các em có thể hình dung như là khi mà một con gà và một con sâu, đúng không? Con gà sẽ ăn con sâu và hai con vật này hòa lại thành một, thì đó là phản ứng hóa hợp. Các em cùng theo dõi sự thay đổi số oxy hóa của nó nhé. Đầu tiên, sắt trước phản ứng có số oxy hóa là 0, sau phản ứng là cộng 2, lưu huỳnh từ 0 giảm xuống trừ 2. Vậy, đã có sự thay đổi số oxy hóa, chứng tỏ đây là phản ứng oxy hóa khử. Cô có thêm một ví dụ nữa, khi cô cho hai chất ban đầu là canxi oxit tác dụng với carbon dioxide, chúng sẽ tác dụng với nhau để tạo thành một chất, đó là canxi carbonate. Chúng ta hãy theo dõi sự thay đổi số oxy hóa. Nhận thấy rằng canxi, oxy và carbon trước hay sau phản ứng đều giữ nguyên số oxy hóa của chúng. Phản ứng này không có sự thay đổi số oxy hóa, đây không phải là phản ứng oxy hóa khử. Vậy ta có kết luận như sau: trong phản ứng hóa hợp, số oxy hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về một loại phản ứng thứ hai, đó chính là phản ứng phân hủy. Phản ứng phân hủy các em hình dung như sau. Đầu tiên là cô có một quả trứng gà. Sau khi con gà lớn lên và trưởng thành, nó sẽ mổ cái vỏ quả trứng và nó đi ra ngoài. Vậy thì từ một quả trứng gà ban đầu, về sau chúng ta có hai thành phần, đó là vỏ trứng không và con gà. Thì đó chính là phản ứng phân hủy. Vậy phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học, trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. Cô có ví dụ như sau để các em dễ hiểu. Kali clorat nhiệt phân cho ra kali cloru và oxy. Đây là một phản ứng rất quen thuộc, các em đã làm quen khi học bài điều chế oxy ở chương trình cấp 2. Khi các em nhiệt phân kali clorat là một chất ban đầu, chúng ta được hai chất sản phẩm, đó là kali cloru và oxy. Hãy quan sát sự thay đổi số oxy hóa. Clo trước phản ứng có số oxy hóa là cộng 5, sau phản ứng giảm xuống là trừ 1. Trong khi đó, oxy có số oxy hóa là trừ 2 trước phản ứng, sau đó tăng lên là 0. Đã có sự thay đổi số oxy hóa, vậy đây chính là phản ứng oxy hóa khử. Một ví dụ của phản ứng phân hủy nữa là khi cho đồng hydroxit nhiệt phân thì ta sẽ thu được đồng oxit và nước. Như là một miếng pizza ban đầu, khi cắt ra thì ta có hai phần, nhưng mà tổng khối lượng hai phần này vẫn bằng phần ban đầu. Đây chính là phản ứng phân hủy. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quan sát sự thay đổi số oxy hóa của chúng nhé. Đồng oxit có đồng số oxy hóa là cộng 2 sau phản ứng, nhưng trước phản ứng của nó cũng là cộng 2.
Oxy trừ 2, trước phản ứng là trừ 2 và tương tự và hydro. Hydro là cộng 1, trước phản ứng cũng là cộng 1. Vậy không có sự thay đổi số oxy hóa, chứng tỏ điều gì? Đây không phải là phản ứng oxy hóa khử. Từ hai ví dụ trên, ta đưa ra kết luận. Trong phản ứng phân hủy, số oxy hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc là không thay đổi. Đây là một hình ảnh của một biểu tượng rất là nổi tiếng, đó là tượng nữ thần tự do ở Mỹ. Khi xây dựng thì người ta làm bên trong tượng là thép có thành phần là sắt và bên ngoài là đồng. Một thời gian sau, tượng nữ thần tự do có một cái lớp kỷ xanh lam bám bên ngoài tượng do phản ứng oxy hóa của đồng và các chất có trong không khí. Thì lõi bên trong, tức là sắt, đã tác dụng với những chất đó và sắt bên trong bị biến đổi không còn là sắt nữa, gây ra hiện tượng gỉ sét và cấu trúc bên trong tượng rất là yếu, dễ đổ vỡ. Thì đây là một ví dụ điển hình của phản ứng thế. Vậy phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. Cô có câu chuyện vui như sau. Cô có anh chàng sắt rất là đẹp trai cùng đôi tình nhân đồng và cô Xuân Pháp. Thì sau một thời gian, cô Xuân Pháp rất là ấn tượng với vẻ ngoài của anh sắt này. Vì thế anh sắt này dễ dàng đẩy anh đồng ra khỏi mối tình và chen chân vào. Anh đồng bị đẩy ra ngoài rất là buồn. Câu chuyện vui thế thôi nhưng nó phản ánh bản chất của phản ứng thế. Sắt đẩy đồng ra khỏi hợp chất đồng Xuân Pháp để tạo thành sắt 2 Xuân Pháp và đồng. Chúng ta hãy cùng theo dõi sự thay đổi số oxy hóa các em nhé. Đầu tiên, sắt trước phản ứng có số oxy hóa là 0, sau là cộng 2. Đồng trước phản ứng có số oxy hóa là cộng 2, sau là 0. Vậy đã có sự thay đổi số oxy hóa ở đây, chứng tỏ đây là phản ứng oxy hóa khử. Tiếp tục một ví dụ nữa cho các em, khi cô cho kẽm tác dụng với dung dịch axit chlorhydric để tạo thành kẽm cloru và hydro. Các em nhận thấy là đã có sự thay thế vị trí của hydro trong hợp chất hydrochloru để tạo thành kẽm cloru và khí hydro. Hãy cùng quan sát sự thay đổi số oxy hóa. Kẽm từ 0 lên cộng 2 và hydro từ cộng 1 xuống 0. Có sự thay đổi số oxy hóa, vậy đây cũng là phản ứng oxy hóa khử. Từ hai ví dụ trên, cô có một nhận xét như sau. Trong các phản ứng hóa học vô cơ, phản ứng thế bao giờ cũng có sự thay đổi số oxy hóa của các nguyên tố. Điều này chứng tỏ là phản ứng thế luôn là phản ứng oxy hóa khử. Các em đã bao giờ sử dụng dung dịch gồm giấm và baking soda để vệ sinh nhà bếp chưa? Nếu rồi, các em sẽ thấy là sẽ có hiện tượng sủi bọt khí lên, giúp cho quá trình tẩy rửa diễn ra dễ dàng hơn. Và hiện tượng này cũng là một nguyên liệu rất là thú vị để các em thiết kế tên lửa trò chơi. Đây là một ví dụ điển hình của phản ứng trao đổi. Vậy phản ứng trao đổi là gì? Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học. Trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới. Cô có ví dụ như sau. Khi cô cho natri cloru tác dụng với bạc nitrat để tạo thành natri nitrat và bạc cloru, các em nhận thấy đã có sự trao đổi thành phần cấu tạo của chúng với nhau để tạo thành những hợp chất mới. Natri ban đầu liên kết với clo, bây giờ liên kết với nitrat. Và bạc ban đầu liên kết với nitrat, bây giờ lại liên kết với clo. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi sự thay đổi số oxy hóa của chúng nhé. Natri với số oxy hóa là cộng 1, clo trừ 1. Bạc cộng 1, nitơ cộng 5 và oxy trừ 2 trước phản ứng. Sau phản ứng, số oxy hóa của chúng vẫn không thay đổi. Vì thế đây không phải là phản ứng oxy hóa khử. Cô có một ví dụ khác khi cô cho natri hydroxit tác dụng với đồng 2 cloru để tạo thành sản phẩm là đồng hydroxit và natri cloru. Thì các em thấy vẫn có sự trao đổi thành phần cấu tạo của chúng với nhau. Đồng ban đầu liên kết với clo, bây giờ lại liên kết với nhóm hydroxit và tương tự với natri. Số oxy hóa của chúng trước và sau phản ứng cũng không thay đổi luôn. Vì thế, ta có nhận xét trong phản ứng trao đổi số oxy hóa của các nguyên tố không thay đổi. Hầu hết các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxy hóa. Chúng ta đi đến phần tổng kết của bài học hôm nay. Hôm nay chúng ta đã học 4 loại phản ứng, đó là hóa hợp, phân hủy, thế và trao đổi. Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy có sự thay đổi hoặc không có sự thay đổi số oxy hóa.
Trong khi phản ứng thế có sự thay đổi oxy hóa và phản ứng trao đổi luôn không có sự thay đổi số oxy hóa. Phần này hơi khó nhớ nên các em hãy ghi lại xuống vở chúng ta nhé. Ở đây cô có một số ví dụ cô đã đề cập ở phía trên. Từ cái bản tổng kết trên cô có sơ đồ như sau. Những phản ứng luôn là phản ứng oxy hóa khử là phản ứng thế, một số phản ứng hóa hợp và một số phản ứng phân hủy. Những phản ứng không phải là phản ứng oxy hóa khử chính là phản ứng trao đổi, một số phản ứng hóa hợp và một số phản ứng phân hủy. Chúng ta hãy đi đến bài tập đầu tiên có nội dung như sau. Các em hãy phân loại các phản ứng hóa hợp sau đây. Đâu là phản ứng hóa hợp, đâu là phản ứng phân hủy, phản ứng thế hoặc là phản ứng trao đổi. Các em hãy dừng video và tự làm xem thế nào nhé. Chúng ta hãy cùng nhau giải bài tập số 1 các em nhé. Khi cho CaCO3 tác dụng với HCl, các hợp chất này đã trao đổi thành phần cấu tạo với nhau để tạo thành CaCl2 và H2CO3 viết dưới dạng là H2O và CO2. Vậy đây chính là phản ứng trao đổi. Tiếp theo phản ứng số 2, từ hai hợp chất ban đầu là SO3 và H2O, chúng đã tác dụng với nhau để tạo thành một hợp chất là H2SO4. Vậy đây chính là phản ứng hóa hợp. Phản ứng số 3, nhiệt phân kali clorat, đây là một phản ứng rất là quen thuộc chúng ta đã học ở phía trên. Tạo ra kali cloru cộng với oxy thì đây là phản ứng phân hủy và phản ứng cuối cùng khi cho sắt tác dụng với axit chloric để tạo thành sắt 2 cloru và hydro thì sắt đã thế chỗ của hydro trong axit chloric thì đây là phản ứng thế. Chúng ta hãy cùng đi đến bài tập số 2 với nội dung như sau. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng oxy hóa khử và các em hãy đếm nó nhé. Chúng ta cùng nhau hãy giải bài tập số 2. Đầu tiên để biết một phản ứng có phải là phản ứng oxy hóa khử hay không, các em hãy xác định số oxy hóa của các nguyên tố trước và sau phản ứng. Số oxy hóa của phản ứng đầu tiên như sau. Nhận thấy ra số oxy hóa của các nguyên tố trước và sau phản ứng không có sự thay đổi, vì thế đây không phải là phản ứng oxy hóa khử. Tiếp theo, phản ứng số 2, cô xác định số oxy hóa. Bạc trước phản ứng có số oxy hóa là cộng 1, sau phản ứng là 0. Nitơ trước phản ứng là cộng 5, sau phản ứng cộng 4. Oxy trừ 2 tăng lên 0. Vậy đã có sự thay đổi số oxy hóa, chứng tỏ đây là phản ứng oxy hóa khử, đây là phản ứng số 1. Về phản ứng thứ 3, sắt tác dụng với đồng sunfat để tạo ra sắt 2 sunfat và đồng. Ở đây số oxy hóa của sắt trước phản ứng là 0, sau phản ứng là cộng 2, đồng từ cộng 2 xuống 0, vậy cũng có sự thay đổi số oxy hóa, chứng tỏ đây là phản ứng oxy hóa khử, đây là phản ứng số 2. Tiếp tục, khi cho nhôm tác dụng với oxy ở nhiệt độ cao tạo thành nhôm oxit. Trước phản ứng nhôm có số oxy hóa là 0, sau phản ứng là cộng 3. Oxy trước phản ứng là 0, sau phản ứng là trừ 2, cũng có sự thay đổi số oxy hóa, chứng tỏ đây là phản ứng oxy hóa khử, phản ứng số 3. Vậy, bài tập trên ta có thể đếm được có 3 phản ứng oxy hóa khử. Chúng ta cùng đi đến một số câu hỏi củng cố của bài học này. Câu hỏi 1, dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxy hóa khử là, các em hãy chọn đáp án nhé. Và câu trả lời của chúng ta là A, có sự thay đổi số oxy hóa của một số nguyên tố. Câu hỏi số 2, cho phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng oxy hóa khử? Để làm được bài tập này, các em nhớ hãy xác định số oxy hóa của các nguyên tố trước và sau phản ứng. Nếu có sự thay đổi số oxy hóa thì nó là phản ứng oxy hóa khử. Và đáp án của câu trả lời này là A. Chúng ta hãy cùng ôn lại bài học ngày hôm nay thông qua sơ đồ tư duy nhé. Có 4 loại phản ứng hóa học vô cơ, đó là hóa hợp, phân hủy, thế và trao đổi. Hóa hợp các em nhớ một ví dụ vui là khi con gà ăn con sâu. Và trong phản ứng hóa hợp có sự thay đổi số oxy hóa hoặc là không có sự thay đổi số oxy hóa. Tiếp theo phản ứng phân hủy. Phản ứng phân hủy cũng không có sự thay đổi oxy hóa hoặc là có sự thay đổi số oxy hóa. Và một ví dụ điển hình đó là hiện tượng gà ra khỏi vỏ trứng của nó. Phản ứng tiếp theo là phản ứng thế. Phản ứng thế là câu chuyện tình yêu giữa anh sắt và anh đồng cô Xuân Phát, các em nhớ. Và cô có hai ví dụ như đã giảng ở trên. Phản ứng thế thì luôn có sự thay đổi số oxy hóa.
Và cuối cùng là phản ứng trao đổi. Phản ứng trao đổi là các em nhớ là chúng ta sẽ trao đổi thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra hợp chất mới. Và trong phản ứng trao đổi thì không có sự thay đổi số oxy hóa. Bài học hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn các em. Hẹn gặp các em trong những video lần sau của chương trình Siêu trí nhớ học đường các em nhé.